Thành Trúc kính mời quý vị trở lại cùng chương trình Chào Washington và cũng với vị khách mời là giáo sư Lê Xuân Khoa. Thánh Trúc xin kính chào giáo sư Lê Xuân Khoa. Dạ. Yeah. À, thưa giáo sư, ông đã viết cái bài dự án cứu nguy đồng bằng sông Cửu Long. Nhân cái dịp mà có cái bài báo của ông David Hess để nói về những con đập của Trung Quốc, những con đập, 11 con đập đã được xây rồi và thêm 8 con đập sẽ được xây lên nữa rồi những con đập ở Lào, ở Campuchia nữa mà ông nói rằng là đồng bằng sông Cửu Long là cái nước Việt Nam của mình đó là ở hạ nguồn là gặp rất là nhiều cái sự nguy cấp, thiếu nước, à, khí hậu thay đổi. Nhưng mà cái trầm trọng nhất là mình không có nước để canh tác. Dạ, thì um, thưa giáo sư, để mà cứu nguy cho cái đồng bằng sông Cửu Long của mình trước những cái vấn đề như thế thì cái, cái đề nghị của ông là như thế nào? Vâng, thưa đề nghị của tôi rất là cụ thể nó có ba cái chương trình mà tôi đề nghị nhưng mà cái lý do là bởi vì cái khẩn cấp là ở chỗ là năm nay là cái năm 2019 này nó là lần thứ nhì mà bị một cái trận hạn hán nó gọi là hạn hán của thế kỷ nó còn nặng hơn cả cái vụ hạn hán năm 2016 thành cái năm 2019 nó bị nặng lắm nó vừa là thiên tai mà lại do cái anh Trung Quốc nó chặn cái nước chặn cái nước ở trên nguồn Thành yeah. cho nên không có nước ngọt xuống không có cá xuống không có đất phủ xa xuống mà thành đồng ruộng của mình nó khô cạn mà những cái chỗ có nước thì lại bị tràn ngập nước mặn yeah. bị xâm nhập nước mặn thành cái nguy cơ đó nó xảy đến cho nông dân và ngư dân của mình bị thiệt hại trực tiếp cho nên tất cả những cái chuyện đó nó đòi hỏi cái vấn đề phải có ngay một cái kế hoạch mà để mà cứu quy đồng bằng Cửu long trước hết là cứu giúp cho những cái đồng bào nghèo ở đó thứ hai là phải tìm được những các cái giải pháp để mà có thể ngăn ngừa được cái những cái tác hại của Trung Quốc nó chặn ở trên đó như Thương thế nào? Như vậy giải Và pháp là như thế nào? Do đó mà tôi có ba cái giải pháp dạ. là ba cái chương trình thì đúng hơn thứ nhất là chương trình xã hội dạ. là để giúp cho trực tiếp cho những cái người nạn nhân thứ hai là chương trình giải pháp về kỹ thuật tức là đòi hỏi các nhà chuyên môn ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc hợp tác với nhau tìm ra những cái giải pháp nào để có thể giúp cho những cái người nạn nhân người ta đỡ bị cái vấn đề thiệt hại có thể cải thiện được cái 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 sinh sống người ta sống chung với lũ hay là sống chung với sự khô cạn như thế nào đấy đấy là cái giải pháp về kỹ thuật thế thứ ba là vấn đề vận động cái này là một công tác quan trọng nhất bởi công tác này nó đối phó trực tiếp với lại trung quốc là ba chương trình tại sao phải vận động vận động với quốc tế vận động với hoa kỳ mà bây giờ là chính là lúc này hoa kỳ và quốc tế đang có một những sự chú ý đặc biệt đến việt nam cho nên, cho nên chúng ta phải làm một cái cuộc đại vận động đó để mà có thể đối phó chặn được cái anh trung quốc nó trong một cái đại kế hoạch của nó là cái kế hoạch biệt đông Và cái phần đồng bằng cửu long là một cái phần kế hoạch trực tiếp mà của của Trung Quốc đối phó với lại các cái nước hạ nguồn Vâng, à, thưa giáo sư Lê Xuân Khoa, à, chúng tôi cũng được biết là à, khi mà nói về đồng bằng sông Cửu Long, à, nói về những cái tác hại của những con đập rồi tác hại của biến đổi khí hậu rồi Đã. tất cả mọi chuyện mà ảnh hưởng tới Việt Nam nặng nề đó, thì ông cũng có làm việc chung với cái nhóm bạn Cửu Long tức là một cái nhóm trí thức mà à, thường thường là nghiên cứu về tất cả những cái chuyện liên quan đến Việt Nam, đặc biệt ừ. là uh, vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình đó. trong đó có những cái bài nghiên cứu của uh, bác sĩ Ngô Thế Vinh, chẳng ừ. hạn là cũng là một người bạn của giáo sư. thì thưa đồng thời thì cái nhóm đó cũng và giáo sư Lý Xuân Hoa cũng có làm việc với những người bên Việt Nam, thí dụ như ở Đại học Cần Thơ ở đó mà uh, yeah. những vị mà ở trong cái uh, cơ quan nghiên cứu về biến đổi khí hậu cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. thì thưa ông Ngoài những cái việc mà liên lạc mà để mà nói chuyện như vậy Thì cái tác động mà ông mong muốn Để mà chính phủ Việt Nam có thể để ý tới và làm mạnh hơn Để mà bảo vệ cho cái đồng bằng sông Cửu Long Cứu nguyên đồng bằng sông Cửu Long Vâng, như thì bây nào? giờ thế này Chúng ta có nhắc đến những các cái nhóm chuyên gia Mà đã làm việc để mà tìm những cái giải pháp cho đồng bằng Cửu Long Thì như vừa rồi ở đài có nói đến cái vấn một cái giải pháp cái nhóm mà ở bên mỹ à, tức là nhóm của ông bác sĩ Ngô Thế Vinh và những nhóm bạn cửu long yeah. tức là gồm có những các những cái nhóm chính nữa là một cái nhóm cái hội gọi là hội sinh thái việt yeah. mà, cùng với lại những các cái nhà chuyên môn về vấn đề sông nước thì có hợp tác với nhau để mà tìm ra được những các cái giải pháp mà có thể cứu giúp cho cái người nạn nhân thứ hai là đi tìm những cái giải pháp thì để có thể mà gỡ được những các cái kỹ thuật mà có thể cải thiện được cái 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 khó khăn giải quyết những khó khăn về kỹ thuật do trung quốc gây ra Và thì những cái chuyện đó bên cạnh cái nhóm đó là còn cái nhóm ở trong nước việt nam mà chúng ta biết là cái đại học cần thơ bây giờ là một cái trung tâm chính yeah. mà làm việc sát cánh với cái nhóm bạn cầu long ở bên hoa kỳ yeah. thì hai cái nhóm này của chúng tôi đang làm việc sát cánh nhưng mà để trả lời cho mấy câu hỏi họ làm việc với nhau có thể nói rằng là sát cánh rất nhiều và đã có nhiều cái đề nghị khá cụ thể nhưng mà phải nói rằng hết sức khó khăn khi thực hiện là bởi vì cái chỗ cản trở nhiều nhất không hẳn chỉ là trung quốc mà lại là chính quyền của việt nam là bởi vì những cái nhóm lợi ích ở việt nam thông đồng với lại chính quyền để làm trì trệ những các cái đề nghị người ta đưa ra thì cứ nhận đó nhưng mà không có cứu xét hoặc là cứu xét nhưng mà không có thi hành Thế đấy là cái cho đến bây giờ tôi mới đặt ra cái vấn đề thứ ba là vấn đề vận động làm sao để áp lực từ trong nước, áp lực từ chính quyền, vận động với ngoại quốc để áp lực với Trung Quốc để cho vấn đề các cái nhóm chuyên gia người ta đưa ra người ta làm việc thì những các cái đề nghị của người ta phải được thực hiện. Thế đấy là cái cái chương trình thứ nhì mà tôi nói đến lúc nãy. Đó. Thế đấy là thưa đấy là cái cái, cái tất cả những các cái khó khăn và cái cố gắng mà hiện nay chúng ta đang phải tiến tiến tới để mà có thể thực hiện được. Đúng. tóm lại là dự án cơ nguy thì đã có đó những đề nghị thiết thực cũng đã có thế Đúng. nhưng mà như giáo sư nói là cần phải có cái sự quan tâm đặc biệt và cái nỗ lực gọi là rất là quan trọng của chính quyền việt nam của nhà cầm quyền việt nam thì mới à, được dạ. thì bây giờ nói thêm ở chỗ này chủ chốt là anh chính quyền việt nam bởi vì họ nắm quyền họ nắm tất cả các phương tiện dạ. nếu mà bây giờ các chuyên gia chỉ có ý nghĩ thôi chỉ có đề nghị thôi chỉ có ý kiến thôi thành ra cho nên khi mà nếu mà anh chính quyền nắm tất cả cái chủ động đó mà họ không chịu làm thì không được bây giờ phải làm sao họ nắm chủ động thì tôi viết cái bài này nó cũng may mắn là có được một cái thời cơ là có được một cái một số dấu hiệu thì lúc bơn của thời cơ tức là gần đây chúng ta biết cái vụ bãi tư chính thì chính quyền Việt Nam từ xưa đến nay là im lặng đối với trung quốc là toàn là những cách lẩn trốn né tránh nói nhiều mà nói một cách né tránh như là nước lạ hay tàu lạ này kia mà không dám đụng chạm đến trung quốc kỳ này mới bắt đầu thấy bộ ngoại giao lên tiếng một cách trực tiếp mà nói đích danh trung quốc là yêu cầu trung quốc phải ngưng thế này thế kia thì chúng ta thấy rằng dường như lúc này các cái anh cầm quyền thân Trung Quốc ở trong Đảng Cộng sản cũng đã bắt đầu thấy là nguy đó không thể nào mà cứ tiếp tục cái con đường mà để cho Trung Quốc nó ép lực mình quá đến như thế này. Cho nên mới lên tiếng hơi mạnh bạo thì chúng tôi mới nhân được cái cơ hội này mới đặt vấn đề là có lẽ lúc này đặt vấn đề với chính phủ Việt Nam rằng dạ là bây giờ nếu thế vấn đề Biển Đông thì nó còn quá lớn giải quyết trên một cái bình diện quá lớn nhưng bây giờ cái vấn đề đồng bằng cửu long trực tiếp ngay đây các chính quyền địa phương phải hợp tác thành ra chính quyền bây giờ bắt đầu phải chủ động có thể đã đến lúc nhắc nhở Mà đến thúc đẩy người ta phải chủ động và hợp tác với lại tư nhân để mà có thể thực hiện những cái chương trình những các cái giải pháp cứu nguy đồng bằng sông cửu long được. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Lê Xuân ừ. Khoa và kính thưa quý vị, à, ừ. cuộc nói chuyện về đồng bằng sông cửu long làm sao để cứu nguy thì đến đây cũng xin phép được tạm ngưng và Thanh Trúc xin hẹn lại với quý vị kỳ sau giáo sư Lê Xuân Khoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị.